Một thế giới giữa thế kỷ 21 không ngừng thay đổi, với những tiến bộ liên tục về khoa học công nghệ, cũng như vô vàn thách thức về môi trường, xã hội và việc làm. Lớp học truyền thống chắc chắn không thể đáp ứng được nhu cầu trang bị cho những công dân toàn cầu của tương lai. Nghiên cứu giáo dục mới nhất trên thế giới đã chứng minh những kỹ năng một công dân toàn cầu cần. Một tư duy mở, khả năng học hỏi không ngừng, giao tiếp và hòa nhập, tư duy logic cùng một trái tim yêu thương và một trí tuệ minh mẫn để giải quyết vấn đề thực tế cùng cộng đồng thế giới, và tiếng Anh là một công cụ thiết yếu. Để làm được những yêu cầu mới này trong giáo dục, đội ngũ đến từ Trung tâm Nghiên cứu Headstart toàn cầu trực tiếp tư vấn và thực hiện, mang tới Việt Nam một chương trình quốc tế độc quyền dành cho hệ song ngữ Acadia 21 theo khung của Bộ Giáo dục Anh. Một môi trường học giàu cảm xúc, sáng tạo, phát triển trí tuệ với tôn chỉ, vui học trọn đời, chủ động và trách nhiệm, trung thực và trân trọng, giúp các con trở thành những công dân thế hệ mới với tư duy và năng lực toàn cầu. Không chỉ dừng lại ở những bài học trong lớp, tại đây, các con luôn có những trải nghiệm thực tế qua các dự án STEAM Education. Khám phá khoa học, cảm thụ âm nhạc, vận động và rèn luyện thể lực, sáng tác nghệ thuật, từ đó có những góc nhìn rộng mở, giải quyết vấn đề trong đời sống thực tế một cách thiết thực, năng động và sáng tạo. Là tổ chức đi đầu Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học neuroscience, áp dụng để giải quyết những vấn đề cụ thể trong giáo dục hơn 10 năm qua. Từ năm 2020, Trung tâm Nghiên cứu Headstart đã tài trợ cho khóa học đặc biệt dành riêng cho phụ huynh của Acadia 21. Bởi lẽ khoa học neuroscience đang thay đổi hoàn toàn định nghĩa về giáo dục và phát triển con người. Acadia 21 chào đón phụ huynh và các con cùng tham gia học tập và đóng góp phần lan tỏa thông điệp từ UNICEF. Support each other, then we can get through any challenge that's in front of us. I do really see the determination in their eyes. Really brought us together.